Sáng ngày 13 tháng 6 năm 2022, Cục Thống kê phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức đánh giá năng suất lúa xuân năm 2022 tại huyện Thủy Nguyên. Đồng chí Phạm Xuân Phương, Phó Cục trưởng Cục Thống kê Hải Phòng làm trưởng đoàn. Cùng dự về phía huyện có đồng chí Uông Minh Long, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện. Vụ xuân năm 2022, các xã thị trấn trên địa bàn huyện Thủy Nguyên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt kế hoạch sản xuất đã đề ra. Nông dân đã tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thâm canh, đưa các loại giống lúa ngắn ngày có năng suất chất lượng cao vào sản xuất, thực hiện gieo cấy đúng thời vụ. Bên cạnh đó, người dân cũng nắm bắt được các kỹ thuật chăm sóc cây lúa và xử lý kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bất lợi của yếu tố thời tiết ở một số giai đoạn lúa xuân sinh trưởng và phát triển, nhưng nhìn chung, vụ xuân năm 2022, huyện Thủy Nguyên vẫn đạt được theo đúng kế hoạch mùa vụ đã đề ra, dự kiến năng suất lúa trung bình toàn huyện đạt 70,6 tạ trên 1 hecta. Tại hội nghị, các thành viên trong đoàn cũng đã có nhiều ý kiến giải quyết những tồn tại và khó khăn trong quá trình chỉ đạo sản xuất vụ xuân năm 2022 và có những giải pháp thiết thực để thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Phương, Phó Cục trưởng Cục Thống kê Hải Phòng, đánh giá cao công tác chỉ đạo sản xuất vụ xuân của huyện Thủy Nguyên. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, huyện cần tập trung chỉ đạo các xã thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới bà con nông dân, huy động nhân lực, phương tiện, thực hiện thu hoạch lúa xuân theo phương châm xanh nhà hơn già đồng để giảm thiệt hại do thời tiết bất thuận gây ra, kịp thời giải phóng đất cho vụ mùa năm 2022. Trước đó, đoàn đã đi khảo sát tại cánh đồng xã Phù Ninh, Đông Sơn, Quảng Thanh, Hòa Bình, mô hình chuyển đổi từ cây lúa sang trồng na bở chuối tại xã An Sơn. Việc đánh giá năng suất lúa được tổ chức hàng năm theo mùa vụ nhằm đánh giá so sánh năng suất giữa các vụ lúa, từ đó có các giải pháp chỉ đạo phù hợp kịp thời trong công tác chỉ đạo sản xuất lúa cho vụ sau.